kính thưa các quý vị, để cho chương trình lễ họp mặt tổng kết năm 2020 và phương hướng của năm 2021 của khu phố Nam Phường Nhân Thành, mời quý vị chúng ta cùng đến với bố dự sinh tiếng đàn tăng. Mời quý vị chúng ta trong một tràng pháo tay lớn nhé. Và chúng ta cảm ơn. Thank you.
thì trục trặc một chút về âm thanh. Cho nên là chương trình văn nghệ sẽ gián đoạn. Và sau đây xin được thay mặt cho những anh chị em văn nghệ xin được cảm ơn đội tự chủ của khu phố năm. Và sau đây xin nhường lại cho ban tổ chức và đại diện.